Đối với mình nha, cái việc làm thương hiệu cá nhân hay là kiếm được một cái dòng tiền bền vững nào đó từ chính cái giá trị bên trong của các bạn ấy, thì nó không cần thiết là các bạn phải nổi tiếng. Bản chất nha, đây là một cái sự hiểu lầm rất là lớn. Vì mạng xã hội hay là những cái sự chú ý của người khác ấy, từ những cái video hay là những cái nội dung cắn đề xuất của các bạn ấy, nó chỉ có thể cho được các bạn một cái sự nhận biết đơn thuần thôi, chứ thật ra nó chưa chắc mang lại một cái giá trị chuyển đổi bền vững. Tất nhiên là có sự chú ý thì nó cũng tốt, bởi vì mình từng biết rất là nhiều người, người ta có thể có được một cái lợi nhuận kinh doanh rất là lớn từ cái việc là xây dựng được cái sự chú ý ở trên mạng xã hội. Nhưng nó cũng có thể khiến cho các bạn rơi vào một cái áp lực, bởi vì mình cần phải duy trì cái sự chú ý đó liên tục, đúng không? Và đôi lúc nha, nó sẽ khiến cho tụi mình bị mệt mỏi, hoặc là thậm chí tụi mình có thể rơi vào một cái thế là đưa ra những cái quyết định sai lầm trong việc là để duy trì cái sự chú ý đó, các bạn bắt đầu làm những cái nội dung rẻ tiền. Chính vì vậy mà trong cái video này mình sẽ cố gắng để giúp cho các bạn có một cái lộ trình chuẩn hơn trong cái việc là xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân được là chất lượng. Và hình dung đơn giản thì nó là một cái con đường mà nó sẽ khiến cho các bạn có thể chạm được đến một cái cộng đồng nhỏ, những cái true fan của các bạn, để các bạn có thể liên tục tăng trưởng giá trị này, cũng như là tạo ra một cái dòng tiền bền vững mà không cần thiết bạn phải liên tục xây dựng hay là gây cái sự chú ý đối với dư luận hay cộng đồng mạng. Và điểm thú vị của cái lộ trình mà mình sắp chia sẻ cho các bạn á, đó là các bạn sẽ thật sự sống là con người thật của chính mình, tìm ra được cái sứ mệnh của chính mình và lan tỏa tất cả những cái giá trị bên trong của các bạn, để thực sự kiến tạo cho các bạn một sự tự do từ chính cái thương hiệu cá nhân nha. Ok, nhưng mà trước khi mình bắt đầu đi sâu hơn vào từng bước của lộ trình giúp cho các bạn phát triển được một cái thương hiệu cá nhân chất lượng cao ấy, thì mình sẽ muốn định nghĩa lại cho các bạn về cái từ khóa thương hiệu cá nhân chất lượng là như thế nào đã. Quan điểm riêng của mình nha, một cái thương hiệu cá nhân chất lượng là khi mà các bạn tạo ra được ba thứ. Thứ nhất là các bạn phải tạo ra được giá trị, tức là nó phải giúp đỡ được cho người khác. Thứ hai là bạn phải tạo ra được sự tự do, tức là các bạn là mình, các bạn chia sẻ những gì là con người thật của các bạn và không phụ thuộc cho bất kỳ ai. Và thứ ba là nó tạo ra cho các bạn một cái dòng tiền bền vững. Đối với bản thân mình đi, hiện tại về khán giả nha, thì mình có hơn 60.000 subscriber người đăng ký ở trên YouTube, mình cũng có khoảng 14.000 người theo dõi ở trên Facebook, và mình có một cái cộng đồng hơn 10.000 người. Đây là những người mà nhận những cái email chỉ dẫn hàng tuần của mình về câu chuyện kiến tạo sự tự do trong thời đại số. Thì thật ra nha, những con số đó là một con số tương đối nhỏ so với rất nhiều bạn doanh nhân sáng tạo nội dung khác ở trên thị trường. Nhưng nhìn lại thì mình cũng có được một cái dòng tiền khá bền vững cho bản thân ấy. Mình có được khoảng hơn 10.000 đô lợi nhuận mỗi tháng, là khoảng trên 250 triệu này. Mình cũng có được cái giá trị nhất định cho cộng đồng của mình, bởi vì mình đang giúp họ có thể xây dựng được sản phẩm kinh doanh, xây dựng được cái hệ thống nội dung, cũng như là mình lại được sống là con người thật của chính mình mà không phải chạy theo bất kỳ một cái xu hướng nào của thị trường, như kiểu là ở trên TikTok đang nổi cái loại content này mình phải làm theo, hay là mọi người đang nhảy nhót như này, mọi người đang giải trí như này mình phải làm theo. Mình không cần phải bị rơi vào cái thế đó, mình hoàn toàn tự chủ, tự do trong những cái quyết định sáng tạo nội dung của mình, bởi vì mình đã có hệ thống, mình đã có một cái lộ trình rõ ràng cho cái việc mà mình đang làm. Chính những cái điều đó nó xoay quanh lại, nó khiến mình hình dung được là ok, mình đã đang đi trên con đường của một cái thương hiệu cá nhân chất lượng. Và những cái bạn trong cộng đồng của mình nha, như là cô Trần Bích Nga này hay là Thu Phùng này, các bạn cũng đang đi trên cái hành trình phát triển những cái tệp khán giả hay là cái giá trị chất lượng từ chính bản thân mình và sống là con người thật của mình. Cho nên mình sẽ bắt đầu giúp cho các bạn đi qua từng bước của một cái lộ trình làm như thế nào để mình có thể khai thác được cái giá trị bên trong, lan tỏa nó, xây dựng cái hệ thống sản phẩm, những mô hình dòng tiền xoay quanh nó, và khiến các bạn có được cái thứ mình gọi là thương hiệu cá nhân chất lượng nha. Bắt đầu với cái lộ trình này thì mình muốn các bạn đi qua cái bước đầu tiên. Đây cũng là bước mà mình đã tốn rất nhiều thời gian để làm nó, nhưng đó cũng là bước quan trọng nhất trong toàn bộ cái hành trình của mình. Bởi vì nếu không có bước này, tất cả mọi thứ còn lại nó có thể là một con số không tròn chỉnh nha. Bước này mình gọi tên nó là hãy tìm ra một cái niche có ý nghĩa, hay là tìm ra một cái ngách thực sự có ý nghĩa với bạn. Điều này có nghĩa là gì? Ví dụ như bây giờ bạn muốn lên trên YouTube để bạn làm nội dung, hoặc là bạn lên trên TikTok hay bất kỳ một cái nền tảng mạng xã hội nào đó để bạn làm nội dung sáng tạo, xây dựng sự chú ý của bạn, thu hút người khác, vân vân và mây mây. Thì thông thường cách mà mọi người vẫn hay làm á, là mọi người xem trên YouTube người ta đang nói gì, xong mọi người nói theo, hay là mọi người lên trên TikTok thấy nó đang trend gì, mọi người bắt chước, mọi người làm theo, thấy người ta nhảy nhót lắc mông lắc thứ cái thứ các bạn cũng làm theo, và các bạn cũng có một cái lượng view nhất định, đúng không? Nhưng nó không mang lại bất kỳ một cái giá trị cho bạn cả, và nó thật sự cũng không giúp bạn kiếm được nhiều tiền. Một số bạn TikToker thì ok, các bạn cũng có thể làm tiếp thị liên kết, kiếm được một ít ở đâu đó tầm khoảng 500 đô, khoảng hơn 10 triệu hoặc cao lắm là 20 triệu. Nhưng rồi các bạn cũng không biết các bạn là ai luôn. Các bạn không tìm ra được ý nghĩa cho cái việc bạn làm, và các bạn cũng không tìm ra được một cái con đường để các bạn tăng trưởng cái thu nhập dòng tiền hay là sự tự do của các bạn về sau. Thì bạn phải lại quay lại cho cái việc là tìm cái niche, tìm cái ngách nội dung thật sự là chiến lược của các bạn. Và thông thường cái ngách này á, nó chính là sứ mệnh riêng của các bạn. Và công thức để tìm ra nó thì nó chính là Ikigai.
giải thích một tí xíu thì Ikigai nó là một cái concept để các bạn có thể tìm được cái ý nghĩa cuộc sống của bản thân hay là cái sứ mệnh của bản thân. Và Ikigai nó sẽ có 4 câu hỏi mà các bạn cần phải trả lời. Thứ nhất là điều mà các bạn thực sự yêu thích nó. Thứ hai là điều mà các bạn đang giỏi. Thứ ba là cái thứ mà thị trường đang cần. Và cuối cùng là thứ mà giúp các bạn kiếm ra tiền. Thì các bạn phải vẽ được 4 vòng tròn đó. Thì khi mà các bạn trả lời được 4 câu hỏi trên 4 vòng tròn đó, thì cái điểm chính giữa của 4 vòng tròn nó chính là cái ngách chiến lược của các bạn, là con đường của các bạn. Thế nhưng mà mình cũng quay lại một điều rằng là thông thường khi mà các bạn bắt đầu phát triển thương hiệu cá nhân chất lượng của các bạn, thì cái việc đi tìm Ikigai này, các bạn cũng đừng mong rằng là các bạn có thể trả lời được 4 câu hỏi này ngay lập tức nha. Ngày xưa 4 năm về trước, trước khi mình tìm ra được cái sứ mệnh của bản thân mình như bây giờ, hoặc là cái ngách chiến lược của mình đó, là kiến tạo sự tự do trong thời đại số đó, thì mình đã từng lên trên YouTube, mình đơn giản là làm những cái video về marketing, hay là làm những cái video về TikTok, hướng dẫn làm TikTok, tiếp thị liên kết, hoặc là kinh doanh thời trang này nọ, thứ đủ trò luôn. Hay là mình cũng lên trên TikTok, mình làm đủ cái thể loại nội dung khác nhau luôn. Cơ bản thì lúc đó mình cũng chỉ có một sở thích rất đơn giản thôi, đó là mình thích nghiên cứu. Và mình nghiên cứu về marketing, nghiên cứu về tiếp thị, nghiên cứu về việc là kinh doanh ở trên môi trường trực tuyến như thế nào, hoặc là tạo ra những cái tài sản số như thế nào. Tại vì mình cũng rất thích chuyện đó, và những cái chuyện đó mình nghĩ rằng nó mang lại cho mình cái sự tự do nha. Tại vì mình thích làm việc ở đâu cũng được, mình đi đâu mình muốn, hay là có một cái dòng tiền ở trên online. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn thuần là như vậy thôi, mình thích cái chuyện đó thôi, cho mình sharing những cái hành trình của mình hoặc là những điều mình đọc được lên trên các kênh mạng xã hội một cách rất là ngây ngô. Và mình cũng không biết được là Ikigai của mình là gì đó các bạn thời điểm đó, nhưng trong cái quá trình mà mình liên tục mình làm, liên tục mình học hỏi và mình nghiên cứu cái này cái kia, rồi mình sharing, mình chia sẻ cho các bạn, mình chỉ dẫn lại cho những cái người mới, mặc dù lúc đó là trình độ của mình cũng chỉ hơn người mới một tí, nhưng mà mình biết cái gì thì mình chỉ cái đó thôi, rất là ngây ngô thôi các bạn. Thì cả một cái hành trình dài như vậy nó giúp mình dần dần nhận ra được là à đúng rồi, đây là cái điều mà mình thật sự thích nè. Mình thích cái sự tự do của một cái người làm ở trên online, mình thích tạo ra một cái tài sản số để kiến tạo cho mình những cái điều mà mình muốn làm. Mình thích đi du lịch, mình thích được đi chơi, mình thích được tự do thật sự luôn á. Và mình cũng giỏi những cái kỹ năng về digital marketing, hay là những cái kỹ năng về copy coding, video editing, public speaking. Mình hiểu được rằng mình đang giỏi cái chuyện đó, tại vì mình làm nó đủ nhiều mà. Và dần dần mình lại upgrade, nâng cao cái năng lực đó lên nữa. Rồi thị trường, mình lại nhìn vào bài toán của thị trường, mà thấy đúng, bây giờ người ta rất là muốn phát triển được một cái thương hiệu cá nhân, mà làm sao để tạo lợi nhuận cơ nha, làm sao để nó có thể duy trì được đó bền vững nha. Rồi cũng như là đây cũng là thứ mà mình có thể kiếm ra tiền. Những cái người doanh nhân, CEO, business owner hoàn toàn có thể trả cho mình một cái khoản phí để mình có thể giúp họ đạt được cái điều mà họ muốn cho cái thương hiệu cá nhân của họ. Và xoay quanh 4 cái điều đó, cuối cùng mình đã tìm được chính giữa cho cái ngách nội dung chiến lược và cái ngách thương hiệu cá nhân chiến lược của mình luôn. Đó là ok, mình có thể giúp cho các bạn kiến tạo được cái sự tự do trong thời đại số từ chính cái giá trị bên trong của các bạn, và trở thành một doanh nhân sáng tạo nội dung. Đó là câu chuyện của mình. Và mình nghĩ rằng các bạn cũng nên bắt đầu như vậy, là ok, quay lại coi là bạn thích cái điều gì, bạn có đam mê cái gì không. Không cần biết nó đúng hay sai nha, và cũng không cần biết nó có thị trường hay không nha. Có thể là bạn thích thời trang, có thể là bạn thích phong cách sống, bạn thích xây dựng cho mình một cái khí chất phụ nữ chẳng hạn là như vậy. Bạn luôn tò mò, luôn đam mê đi tìm những cái thể loại mỹ phẩm, rồi quần áo, rồi xây dựng cái mối quan hệ xung quanh như thế nào để tạo ra một cái phong cách sống nó là best nhất với bạn, và bạn yêu thích cái chuyện đó, yêu thích nghiên cứu cái chuyện đó. Thì bạn chỉ làm một việc đơn giản là cứ nghiên cứu tiếp, và hãy sharing những điều mà bạn đã học được mỗi ngày lên trên social media, lên trên mạng xã hội, với định dạng nào cũng được. Đó có thể là video trên YouTube, đó có thể là video trên TikTok, hay là những cái bài viết ở trên Facebook, ở trên LinkedIn, viết mail cũng được, bất kỳ một cái định dạng gì. Nhưng hãy cứ làm, hãy cứ sharing. Vì trong cái hành trình mà các bạn sharing liên tục đó với một cái tâm trí ngây ngô á, thì dần bạn sẽ nhận ra được cái Ikigai của các bạn là gì. Và đối với mình, cái hành trình sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, nó không phải đơn thuần là cái việc là các bạn chỉ gây sự chú ý, mà nó là một cái con đường đúng đắn để các bạn thực sự tìm ra được sứ mệnh của bản thân. Vì chắc chắn rằng là trong cái hành trình các bạn chia sẻ cái điều bạn thích, bạn sẽ nhận ra được đó chính là cái sứ mệnh của các bạn. Còn nếu bạn không chia sẻ nó, bạn chỉ ôm tất cả mọi thứ về phía cho mình, thì một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra là bạn trống rỗng, bạn chẳng có gì cả. Giúp bây giờ mình sẽ đi qua tới cái bước thứ hai trong cái lộ trình phát triển thương hiệu cá nhân chất lượng cho các bạn. Thì ở cái bước đầu tiên, mình đã có một cái lời khuyên cho các bạn là hãy đi tìm Ikigai, đi tìm sứ mệnh, đi tìm ý nghĩa cuộc đời của các bạn thông qua chính cái việc sáng tạo nội dung luôn. Tức là mình hoàn toàn có thể xác định một cái niềm đam mê nhỏ của mình, sau đó thì mình lên mạng, mình tìm cái kênh nào đó, có thể là bất kỳ kênh nào, YouTube, Facebook hay là TikTok, Instagram, chọn một kênh thôi cũng được, và chọn một cái định dạng nội dung mà các bạn cảm thấy thích làm nhất, có thể là video hoặc là bài viết, rồi hãy sharing cái niềm đam mê của bạn, chia sẻ nó, và những điều mà bạn học được mỗi ngày cứ chia sẻ nó. Thì dần dần sau khi bạn đã nhất quán làm nội dung một khoảng thời gian rồi á, thì bạn sẽ nhận ra được rằng là bạn thực sự yêu thích cái điều gì, và cái điều gì là nó mang lại giá trị, ý nghĩa cuộc sống cho các bạn. Chính cái việc sáng tạo nội dung sẽ giúp cho các bạn nhìn rõ hơn về Ikigai của các bạn luôn. Thế thì qua đến cái bước thứ hai, đó là các bạn cần phải sản phẩm hóa bản thân và xây dựng được cho mình một cái cộng đồng nha. Sản phẩm hóa bản thân nghĩa là sao? Tức là trên cái hành trình các bạn sharing về niềm đam mê của các bạn,
về sở thích của các bạn, thì các bạn sẽ thử đóng gói lại những cái điều đó thành một cái sản phẩm có giá trị cho ai đó. Nghe tới đây thì một số bạn sẽ nghĩ là cần phải làm ra một cái gì đó để bán đúng không? Nhưng không cần thiết như vậy. Các bạn chỉ đơn thuần là tạo ra một cái giá trị miễn phí nào đó để thử nghiệm xem là cái kiến thức của bạn, sự hiểu biết của bạn hay là niềm đam mê của bạn á, có người ta cần hay không. Và cũng như là từ cái việc đó các bạn cũng hay kiến tạo cho mình một cái cộng đồng riêng luôn. Bây giờ hình dung nha, bạn là một người rất có đam mê trong bộ môn yoga. Bạn luôn luôn tìm kiếm về những cách làm sao để có những cái bài luyện tập tốt hơn, hay là những cái tư duy về yoga tốt hơn, để thậm chí là xây dựng được cho mình một cái cuộc sống lành mạnh, một cuộc sống mà thấu hiểu bản thân hơn, vân vân. Nói chung bạn rất yêu thích việc đó. Và bạn đã có một cái hành trình khá là dài trong cái việc là liên tục lên trên Facebook để chia sẻ về yoga, những cái bài tập mà bạn học được, hay là những cái tư duy mới về yoga cổ xưa nó đang như thế nào. Bạn đã có hành trình đó rồi. Thì bây giờ bạn đơn giản là tạo ra một cái series video hướng dẫn tập yoga và khai thác giá trị bên trong từ yoga cho người mới bắt đầu, và tạo ra cái series video đó, và tạo ra một cái nơi để mọi người có thể truy cập vào cái series video đó, có thể là một cái Facebook group, nhóm kín ấy, hay là Telegram, hay là các bạn tạo ra một cái website để người khác có thể đăng ký để lại thông tin và truy cập vào cái tài liệu đó của các bạn, và các bạn đóng cái tài liệu đó hoàn toàn miễn phí 100%, rồi các bạn giới thiệu cái tài liệu của các bạn đến cho những cái người khán giả đã từng theo dõi các bạn ở trên Facebook hay là trên YouTube, Instagram gì đó vân vân, cứ thử giới thiệu đến họ một cách miễn phí hoàn toàn. Thì khi bạn làm như vậy nha, bạn sẽ có cái cơ hội để thử nghiệm được rằng là cái niềm đam mê của các bạn hay là cái sự hiểu biết của các bạn ấy có người cần hay không, người ta sử dụng nó như thế nào, và người ta cho bạn những cái feedback, những cái lời khuyên nhủ như thế nào. Thì từ đó bạn sẽ nhận thức rõ hơn về cái giá trị của các bạn trong cái hành trình phát triển thương hiệu cá nhân của các bạn. Và cũng thông qua cái việc mà bạn làm sản phẩm miễn phí đó, bạn có thể lưu lại thông tin của những người đăng ký sử dụng sản phẩm của các bạn, hoặc là tạo ra một cái group để họ giao lưu. Thì chính cái group đó cũng trở thành cộng đồng của các bạn. Đó là một cái nơi mà bạn chắc chắn rằng những cái người ở trong cái group hoặc là cái cộng đồng đó, họ đang quan tâm đến giá trị của các bạn, họ mới ở đó chứ đúng không? Thì khi bạn có một cái cộng đồng như vậy rồi á, thì bạn sẽ rất dễ dàng để phát triển những cái mô hình dòng tiền hay là những cái cơ hội kiếm tiền xoay quanh cộng đồng của bạn. Thật sự nha, ở rất nhiều năm về trước á, thì cái cách mà mọi người hay làm đó là mọi người tạo ra sản phẩm trước, hoặc là mọi người nhập hàng về rồi mọi người mới bắt đầu đi tìm kiếm khách hàng, rồi đi tạo ra cái cộng đồng khách hàng vân vân. Thì với cách làm này bây giờ, từ một thương hiệu cá nhân, các bạn sẽ tạo ra một cái sản phẩm thử nghiệm và các bạn kiến tạo một cái cộng đồng riêng của các bạn trước, sau đó các bạn mới bắt đầu khai thác kinh doanh. Thì đối với mình, đây mới là cái cách làm đúng nhất trong cái thời đại số hiện tại, bởi vì cái cộng đồng nó mới là cái tài sản của các bạn. Còn cái việc mà các bạn làm tiếp thị liên kết, các bạn tạo ra khóa học để bán, hay là các bạn đăng sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, đối với mình đó chỉ là những cái mô hình dòng tiền thôi. Thứ mà các bạn cần phải sở hữu nha, đó là cái cộng đồng của các bạn. Và để tạo ra một cộng đồng, các bạn cần phải tạo ra một cái sản phẩm từ chính giá trị của các bạn, và hãy thử giới thiệu nó cho những người khán giả đã từng theo dõi các bạn. Hay thậm chí nếu như các bạn chưa có cái lượng khán giả quá nhiều ở cái bước thứ nhất á, thì bạn hoàn toàn có thể chạy quảng cáo, chạy paid traffic, quảng cáo Facebook, quảng cáo YouTube, quảng cáo TikTok để có người ta dùng thử sản phẩm của các bạn cũng được mà. Chuyện đó nó là chuyện rất bình thường. Chính mình nha, mình cũng có một cái cộng đồng hơn 10.000 người nhận cái tấm bản đồ doanh nhân sáng tạo nội dung 20.000 chữ của mình và các bức thư hướng dẫn hàng tuần. Và chính cái cộng đồng này mình đã khai thác thương mại, mình đã kiến tạo được rất là nhiều dòng tiền xoay quanh cái cộng đồng này. Cho nên nha, mình không cần phải cố gắng để gây quá nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, mình sẽ tập trung để có càng nhiều bạn nhận được cái giá trị miễn phí của mình thì mình càng có nhiều cơ hội để khai thác dòng tiền về sau. Và chính bản thân bây giờ, dòng tiền hơn 10.000 đô mỗi tháng của mình nó cũng đến từ cộng đồng mà ra. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ nói đến bước thứ ba này. Ở bước trước đó thì các bạn đã sản phẩm hóa bản thân, đưa sản phẩm của bạn ra thị trường và tạo cho bạn một cái cộng đồng. Cộng đồng của các bạn nó có thể nằm ở trên danh sách email, hay là cái group ở trên Facebook, group ở trên school, hay là Telegram vân vân, bất kỳ hình thái nào cũng được, miễn là các bạn cảm thấy cái đó nó phù hợp là được. Còn lại thì qua bước số 3, đó là các bạn cần phải phát triển một cái hệ thống dòng tiền xoay quanh thương hiệu cá nhân của các bạn. Thì có rất nhiều cách để các bạn tạo ra được tiền. Bởi vì các bạn đã có cộng đồng rồi, thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể hỏi cộng đồng của các bạn cần gì. Giống như mình có thể lên trên email, mình sẽ soạn ra một cái email là sắp tới mình sẽ có một cuốn sổ tay để giúp cho các bạn có thể tự viết lại cái kế hoạch cho cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân của các bạn, hay là có thể tìm được giá trị bản thân trong việc viết mỗi ngày. Mình sẽ tạo ra cuốn sổ tay đó, thì mình chưa tạo ra liền, mình sẽ gửi một cái email hỏi các bạn rằng nếu như mình có một cái ý tưởng như vậy và cuốn sổ tay này nó có giá như vậy thì các bạn có sẵn sàng mua không, thì các bạn có thể tương tác được với mình, thì mình sẽ gửi cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Lúc đó mình sẽ ngay lập tức biết ngay rằng là cộng đồng của mình họ có cần những cái giá trị này không, và mình hoàn toàn có thể xác định được là
Cuối cùng thì cũng có một nhóm người, người ta cần sản phẩm này, thì lúc đó mình mới sản xuất sản phẩm để gửi đến họ, họ có thể đặt pre-order trước cũng được luôn. Hay là mình tạo ra khóa học, hay là mình tạo ra cộng đồng số để tính phí, hay là những chương trình mentoring, coaching, hay là mình bán cái sản phẩm vật lý nào đó, hoặc là mình làm tiếp thị liên kết, mình cũng làm như vậy. Toàn bộ những việc mình làm nó chỉ đơn giản rằng là mình chăm sóc cộng đồng và mình hỏi cộng đồng của mình rằng là ok, các bạn cần gì, mình có thể cung ứng được cho các bạn với một cái mức giá, một cái offer tương đối là hợp lý. Thì chính vì cái cách làm như vậy nha, các bạn hoàn toàn có thể tối đa hóa được cái mô hình dòng tiền xoay quanh thương hiệu cá nhân của các bạn, rằng là bạn sẽ không rơi vào cái thế là bạn trở thành người làm affiliate, hay là bạn trở thành một cái người làm seller trên TikTok Shop hay là Shopee, hay là bạn trở thành một cái người làm dịch vụ nhận quảng cáo. Bạn có thể làm hết tất cả các mô hình dòng tiền đó, miễn là nó có giá trị cho cộng đồng của bạn, cái nơi mà bạn đã tạo ra ở cái bước số 2. Rồi cuối cùng đến bước số 4, đó là hãy xây dựng đội ngũ của các bạn. Bởi vì khi mà các bạn đã tìm được Ikigai ở bước số 1 này, sứ mệnh của các bạn, thực sự cái thứ mà thực sự ý nghĩa của các bạn rồi, ở bước số 2 bạn sản phẩm hóa cái sứ mệnh của các bạn ra và tạo ra cái cộng đồng những người quan tâm tới giá trị của các bạn. Ở bước số 3 bạn hỏi cộng đồng của các bạn cần gì và bạn cung ứng cho họ để tạo ra cái dòng tiền cho bạn. Thì ở bước số 4 này các bạn cần phải xây dựng cho mình một cái đội ngũ. Điều này là rất quan trọng nha. Bởi vì nếu như bạn không có những cái người đồng đội cùng với các bạn thực thi những việc chi tiết ấy, thì các bạn sẽ không bao giờ tự do được đâu. Bởi vì khi cái cộng đồng nó nở lên, bạn có nhiều mô hình dòng tiền hơn, bạn sẽ tăng trưởng quy mô doanh thu, quy mô lợi nhuận để giúp cho khách hàng của các bạn đạt được nhiều giá trị hơn, hay là cộng đồng của các bạn họ nhận được nhiều giá trị hơn, thì bạn hoàn toàn không thể làm một mình được. Giống như mình xây dựng ra cái cộng đồng VNC của mình sẽ không bao giờ có thể một mình làm được hết tất cả chuyện đó. Mình phải gửi mail cho các bạn hàng tuần, mình phải làm tài liệu, mình phải làm video, mình phải quay dựng, mình phải có video editor, mình phải có rất nhiều những cái bạn cùng mình nhìn vào một cái sứ mệnh và cùng mình tăng trưởng cái cộng đồng này lên nhiều giá trị hơn, nhiều lợi nhuận hơn và giúp đỡ được cho nhiều người hơn. Cho nên đến cái thời điểm ở bước số 4, bạn cần phải trở thành một founder thật sự, tức là một cái người lãnh đạo có thể tìm được những cái người đồng đội để thực hiện cái sứ mệnh mà các bạn đã đặt ra ngay từ ban đầu, hiện thực hóa cái Ikigai của các bạn ở cái cấp độ quy mô to hơn. Mình thì mình cũng khẳng định luôn là trong 4 cái bước mà mình đưa ra, mỗi một cái bước nó đều sẽ có những cái khó khăn của nó. Đi tìm Ikigai thông qua việc sáng tạo nội dung, đó là cả một hành trình. Rồi sản phẩm hóa bản thân, tạo dựng cộng đồng, nó cũng là một hành trình. Rồi cho đến các bạn tạo ra nhiều mô hình dòng tiền, rồi cho đến các bạn xây dựng đội ngũ, tất cả điều đó nó đều sẽ là những cái hành trình, và nó sẽ có những cái tảng đá chắn được các bạn và những cái khó khăn, những cái sự hiểu biết mà các bạn cần phải cập nhật liên tục. Nhưng ít ra là các bạn cần phải nhìn rõ lại 4 bước trong toàn bộ cái lộ trình này để bạn có thể bắt đầu được nhận biết là trong mỗi bước các bạn cần phải đi đâu và làm gì. Video này nó có thể dừng tới đây thôi, và mình hy vọng rằng là ít nhất nó sẽ cho bạn một cái nhìn trực quan hơn trong cái con đường giúp các bạn phát triển được cái thương hiệu cá nhân chất lượng cao. Còn lại, nếu như các bạn đang bắt đầu cái hành trình này rồi, bạn đã bắt đầu đi tìm Ikigai, bạn bắt đầu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội rồi, nhưng các bạn vẫn chưa giải quyết được những cái khó khăn, các bạn vẫn còn gặp nhiều cái trắc trở, và các bạn cần đi nhanh hơn, cần những người đồng đội và cần những cái lời khuyên để các bạn có thể tìm được cái ngách chiến lược, tìm được cái sản phẩm của các bạn, xây dựng được cái cộng đồng với các bạn, thì hoàn toàn có thể đặt một cái cuộc gọi khai vấn 1-1 cùng với đội ngũ VNC của tụi mình. Mình sẽ để cái đường link đặt cuộc gọi phía bên dưới, các bạn có thể click vào điền cái khảo sát và đặt lịch cùng với tụi mình nha. Cuộc gọi này sẽ là cuộc gọi 60 phút và tụi mình sẽ có thể khai vấn cho bạn một cách hoàn toàn miễn phí, để ít nhất là được làm quen với các bạn và được có cái cơ hội để giúp đỡ cho các bạn, đặc biệt là những bạn nào đã là founder, business owner hoặc là người kinh doanh tự do, hoặc ít nhất là đang trên cái hành trình trở thành người kinh doanh tự do nha, thì mình mới có thể giúp được. Ok, và video này nó sẽ có thể dừng lại ở đây. Mình nghĩ là nó cũng quá là dài rồi. Các bạn có thể nhận thêm nhiều giá trị từ mình thông qua việc là đăng ký nhận email của mình hàng tuần nha. Cộng đồng 10.000 người của mình vẫn đợi các bạn trở thành một cái thành viên đó.